Em Hải kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hải. Lời nói đầu tiên cho em Hải kính chào toàn thể cô chú anh chị và kính chúc toàn thể cô chú anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Hiện tại thì em Hải đang có mặt ở một cái khu vực, một cái khúc sông này cô chú anh chị. Phía sau lưng của Hải là một cái khúc sông mà coi như là cái video hôm bữa Hải có chia sẻ là cái tên yêu nghiệt, cái tên yêu rô xanh mà coi như là mầm mò chỗ của thiếu nữ xinh đẹp ở trong cái căn nhà hoang của chú anh chị là chỗ của chị Út á. Thì ngày hôm nay coi như là hãy tiếp tục coi như là quay trở lại và theo dõi chị Út coi thử xem là cái tên yêu nghiệt này sẽ như thế nào. Và mình có nhiều những cô chú anh chị cũng gửi comment là muốn rằng là sẽ phải là tóm thằng này cho bằng được chứ không thể nào để cho nó mà lung tung như thế. Tin chắc rằng dễ ăn lần đầu thì sẽ có nhiều những cái lần sau nó sẽ mò tới nữa của chú anh chị. Nên hôm nay coi như là em hãy cố gắng quay trở lại và coi như là rình, coi như là núp bụi lùm, leo lên gọt cây để coi như là đặt cái máy quay để ghi được những cái thước phim mà coi là quý giá nhất. Ý là khi mà bắt được cái tên này để đưa lên cho cô chú anh chị mình xem. Và nội dung chính của ngày hôm nay cực kỳ là hấp dẫn và gây cấn từng giây từng phút luôn. Ông bà cô chú mình trước khi vào trong video hãy cho hãy xin một cái nút like, một lượt subscribe, đăng ký kênh. Còn có ý kiến đóng góp nào cho video clip thì cô chú anh chị mình mạnh dạn comment để lại phía dưới video clip này. Hãy sẽ lắng nghe và sẽ nhận xét những cái ý kiến đóng góp của ông bà cô chú mình. Bây giờ em hãy xin mời cả nhà mình đồng hành cùng với em Hải trong video ngày hôm nay. Xin mời cả nhà. Mà kìa. Để đó để. Đó 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 đi in, để in coi coi làm đó đó mày hả bưởi ơi nó kìa gì làm vậy? Gì vậy để cho ê, ê, xíu đi để cho xíu lên đây con yêu nghiệt này. Đứng lên đây. Mình chào quý bà con cô bác cũng như là quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị khán giả, như cái tình hình của câu chuyện ngày hôm qua thì mấy anh em đi tìm và gặp chị Út và tình cờ bắt gặp được một cái sự việc kinh thiên khủng khiếp vừa xảy ra. Đó là việc có một gã đàn ông biến thái chưa rõ lai lịch tấn công chị Út giữa ban ngày ban mặt và tẩu thoát bằng cách nhảy xuống kênh. Thì quý vị khán giả chắc hẳn ai cũng thấy được điều đó. Và ở đây thưa quý vị khán giả phải biết một điều như thế này nè. Người ta nói ăn quen nhịn không quen. Thế nào cũng có một cái sự việc tương tự một lần nữa được lặp lại và diễn ra tại bờ kinh. Thì lúc này anh em tụi em hợp lại với nhau để tổ chức một cái cuộc gọi là run, để là quyết tâm bắt cái gã biến thái yêu cầu xanh này phải trả giá trước pháp luật, trả lại cái sự công bằng cho chị Út, một người lúc tỉnh lúc mê như cộng đồng biết trong cái thời gian vừa qua. Và anh Trung nghĩ cái kế hoạch này mình sẽ bắt đầu như thế nào anh hả? Giờ như thế này nè, theo anh á, là giờ mình gắn một cái camera theo dõi đi. Vâng. Nha nha. Vì cái khu vực mà Út hay ra là cái lúc mà ở bờ kênh. Mà hình như là dạo gần đây là ra liên tục. Dạ đúng rồi. Đấy. Không biết có một cái lý do gì ẩn khuất hay như thế nào mà chị Út thường xuyên ra đây anh hả? Đúng á. Vì anh cũng đang nghi ngờ là có một cái lý do gì đó mới ra bờ kênh liên tục. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà mình đặt camera không á thì nó cũng không được tốt lắm. Ừ. Mình phải là vừa đặt máy quay Vừa rình luôn. Để là khi mà cái yêu tên yêu đồ xanh cái gã biến thái này vừa lên trên mặt nước để là tiếp cận chị Út là mình ụp mình bắt luôn ngay tại trận, phát hiện liền luôn đó. Đúng rồi. Nên là cái này á mình phải làm thận trọng. Đấy, nói chung là phải kỹ càng. Vâng. Mình phải ra một cái kế hoạch, nghe chưa? Phải thật tỉ mỉ thì mới bắt được nó. Chứ theo như anh nghĩ thằng này nó rất gì là tinh vi. Chuyên nghiệp.
kiểu là nghe động tĩnh nghe thôi, nó không khác gì là một con trái nước. Đúng. Anh chàng này có vẻ là bơi rất là giỏi ạ. Nói chung là như ngày hôm qua bọn anh đi tìm Úc, khi phát hiện phát là đủ, hắn là bầm phát. Như vậy? Nó không khác gì đặc công nước, nhanh lắm, mất tôi luôn. Được rồi, vậy anh em mình cần phải bố trí thiên la địa võng để là tóm cái tên biến thái yêu xanh này, để trả lại cái sự công bằng cho chị Úc và những cái người khán giả đang tức. Và quý vị khán giả hãy đón tiếp xem tiếp tục cái chương trình nó sẽ diễn ra như thế nào. Liệu anh em tụi em có tóm được cái tên biến thái này không? Quyết định nha. Nhưng mà theo em á là anh em mình nó nên tiếp cận, đừng cho chị Úc biết, anh em mình đi theo sau lưng luôn. Đúng rồi. Đó chứ còn thì... mà chị Úc mà biết là sẽ không bắt được đâu. Thì mình á thì rớt về bò là ra một cái kế hoạch thật là tỉ mỉ. Dạ. Mình theo dõi nhưng mà không phải không để cho Úc biết. Đấy, nên là coi như mình phải bàn bạc như thế nào á, là coi như nó có một cái đó là coi như phải ra cái kế hoạch rõ ràng. Đó. Thôi bây giờ anh em mình tiến hành đi. Tiến hành đi. Để không thôi là okay. Không kịp á. Ok. Vâng. Thì giờ anh em mình chuẩn bị camera trước. Vâng. Ok. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mực ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mực ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi, em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Lúc này nhóm anh em tụi em đang có mặt ở cặp bờ kinh để là đặt camera quan sát rình. Vẫn như câu nói hồi mới nãy anh em tụi em đã chia sẻ rằng là ăn quen mà nhịn không quen. Một thiếu nữ xinh phơi phới như thế này đang ngồi ở đây thì chắc có hẳn là tên yêu xanh này không thể nào kìm lòng được khi là có một lần tiếp cận rồi. Thì liệu cái kết quả ngày hôm nay liệu là có là tóm được tên yêu gâu xanh ở đây hay không nha thưa cả nhà mình. Hôm nay quý vị khán giả có thể thấy được rằng là chị Út trải một cái manh bao màu đỏ ngồi cặp cái bờ sông này, không biết có phải là chờ đợi tên yêu gâu xanh hay là vì cái thú vui tao nhã cuộc sống của chị nữa. Anh em mình ngồi yên đi ở đây nghe chưa. Vâng ạ. Nhìn này nha, thấy không, nằm chờ không? Ôi, anh ơi, phía bên xa xa kia dường như có động tĩnh gì đó. Có không, có không? Ngay phía bụi cỏ đó. Đâu anh? Em không thấy gì hết luôn. Đâu? Im lặng. Nó ló đầu lên rồi kìa anh em. Đâu? Bao gác á. Bao gác á. Ủa phải cái đầu người. Ơi. Nhỏ thôi đi rình mà. Để là chúng ta sẽ tóm cái tên yêu gâu xanh này. Kìa, nó lụp ra sau bụi cây rồi kìa. Đây không? Nó hú cái mặt nó lên rồi kìa. Cả nhà mình thấy không? Anh Trình thấy không? Cẩn thận tập trung. Chờ nó mà lên trên bờ là mình tóm nó lại nha.
bởi vậy người ta nói ăn quen rồi. Thắt cành cây phát cái cành cây ra đi, gỡ coi chừng lộ vị trí nha anh em. Phải tóm, quyết tâm tóm, tóm nó mới được. Quá wow. Nó đâu mất rồi mà có phải nó không? Đâu trời, gió quá vậy, gió quá vậy nhỏ thôi không thấy được. Ô sao lại Út lại vậy ta? Kìa nó lú đầu ra kìa. Thế ăn quen nhìn không quen mà thế đó, nào kìa, đó kìa đâu ơi, cái thằng áo xanh kìa đó đang mờ kìa. Để đó để in coi làm đó đó mày hả Bưởi ơi, nó kìa đó kìa, làm gì vậy? Để cho nó một xíu đi, để cho nó xíu. Ơi nó mới nhảy xuống đây nè. Đúng rồi. Trời chứ mệt quá. Trời ơi, vậy mà không mắc được á. Nước nãy là đục ngầu luôn kìa. Nước này lớn. Đục ngầu luôn, nước lớn. Này lớn quá trời luôn. Nước nó lên nè, nước nó lên sắp đây luôn rồi. Nó chạy nè, giấu nó chạy nè. Nước đục hết luôn. Đúng không như lời đồn, thằng này như đặc công nước. Ừ. Quá ghê gớm, như người nhái. Chưa gì mà nó. Chưa gì mà nó luôn. Không, nhưng mà nó này nữa nè. Nhưng mà đảm bảo với cái con nước mà chạy suýt như vậy là nó không bao giờ mà chạy được xa. Có cái cây kìa, có cây con luôn kìa. Phải không? Cái ống, cái ống giống như ống thở nó kìa. Qua cái này giống ống thở hả? Ừ, đó. Đây. Đó. Phải không? Đúng rồi, cái ống thở như nó dùng nó thở đó. À. Đó. Lên kìa. Đúng rồi. Nước chảy rất xiết anh mấy anh ơi. Ừ. Không, ở đây canh kiểu gì nó cũng phải lên. Đó lên kìa, đó. Đó là cái đây là kiểu là cái ống để nó lấy hơi nó thở này. Đó. Có thể thấy là cái tên biến thái này rất rành về sông nước. Ừ, đúng rồi đó. Mình xuống dưới là bảo đảm là mình không chống lại nó đâu. Đúng rồi. Nó nhận mình ngay. Ừ. Cả nhà xem cái nước dòng nước. Mình cũng đâu có nước biết bơi đâu. Quá trời luôn à. Nên là chỉ có ở canh thôi. Thôi giờ như vậy thế này. Đi. Lại chỗ Út xem thế nào nha. Đúng rồi. Không biết chỗ mà. Chiếu ơi. Út ơi. Út. Ủa. Chào chị Út. Mấy nãy nó lụt gì nữa hả chị Út? Sao vậy Út? Sao vậy hả? Sao mà cứ đi ra ngoài đây rồi coi như để cho nó lụm hoài vậy? Chị Út ơi. Út ơi. Sao rồi chị? Đã... Đúng rồi. Sự trong câu chuyện đang hoảng hốt hay sao? Có thể thấy là chị Út lúc này đang rất là hoảng loạn với cái tình hình là tên đặc công nước này, cái tên biến thái này cứ là tấn công chị Út liên tục ở cạnh bờ sông như thế này. Và dường như lợi thế của thằng này là biết bơi nước. biết bơi. Ừ. Tình huống như thế nào chị Út có thể là chia sẻ với tụi em được không? Nó làm gì chị? Nó đè chị á. Nó lâm chưa? Chưa. Em thấy nó lột đồ chị trước hả? Nó lột đồ chị rồi. Mà sao em thấy không chơi chị phản kháng gì hết là sao chị Út ha? Chị có la mà. Mà sao chị cứ chạy ra đây để là miết vậy? Tại vì ở ngoài đây. À, thích ở ngoài sông nước hả? À, nắng quá chị Út. Mình lại cái gốc mát. Thôi, đi vô trong mát đi vô mát đi. Giờ đây nắng quá. Đi chị. Tội nghiệp chị ấy quá. Trời, bữa nay là mang áo mưa này chứ. Te tua. Đây anh ngồi đây nè chị ơi. Te tua hết rồi. Trời. Thôi nói chuyện rồi để nói chuyện. Te tua ướt hết luôn rồi nè. Chô cha. Vậy mà quần chạy lủi chạy ra đây cho nó lụm chi à. Quần áo bứt cúc bứt đồ hết rồi. Bây giờ làm sao? Thôi cài cúc áo lại đi. Cài cúc áo cho nó gọn gàng lại. Chị đâu có quen với nó đâu. À, vậy là đây là lần thứ bao nhiêu mà nó tấn công chị rồi? Nó lụm chị rồi. Chị cũng không nhớ nữa. Vậy là hơn là một lần rồi hả chị Út? Mấy lần rồi mà chị không nhớ. À, là nếu mà không có tụi em ở đây vậy là nó lụm chị rồi hả? Rồi, còn gì nữa? Được rồi. Phim rồi. Được rồi.
Bây giờ tình huống là bây giờ chị Út đang bị hoang mang, rất là hoang mang. Tụi em sẽ cố gắng là hỗ trợ chị để tóm cái tên đặc công nước này, cái tên là biến thái này. Tại vì cái tình huống như thế này nè cả nhà, chắc chắn là hắn vẫn còn ở lãnh quẩn ở đâu đây chứ chưa có chạy thoát được đâu. Đúng rồi, nói đúng ra mình phải canh dọc theo cái bờ này là kiểu gì cũng bắt được. Nghe chưa, kiểu gì cũng bắt được hết á. Đúng rồi, về là ngày hôm qua là coi như nó lao xuống cái là mất hút, là mà mình không nghĩ tới là nó có cái ống thở. Nó chuẩn bị cái ống thở. Đúng rồi. À, như bữa nay thấy không, mình thấy thật rõ rõ ràng là cái ống thở của nó luôn. Đúng rồi, là thằng này là nó đã chuẩn bị sẵn rồi, cái tâm lý rồi. Bây giờ vậy, mình anh em mình xuống lấy cái ống thở đó rồi lấy thì nó đâu có nhịn được lâu, thì chắc chắn là nó phải là chị. Chính xác, đúng không? Đúng. Mình lấy cái ống thở nó lên là chắc chắn là một điều là nó phải trồi lên thôi. Trồi lên rồi anh em mình tóm nó giải lên bên phía cơ quan chức năng để giải quyết. Đó là cái hướng hợp lý nhất luôn á. Nhưng mà theo em thấy, nếu mà thật sự em có coi trong phim ảnh á, mà nếu đặc công nước á, là cái người cái này là nó huấn luyện được như mấy chú đặc công á, không thì phải nó lặn rất là lâu. Cái này không phải gọi là kiểu như mình gọi người, nó người nhái, người nhái giống thôi. Chứ không phải là giống như vậy, y như vậy đâu. Đúng rồi, mình chỉ tạm gọi nó với một cái tên mỹ miều một xíu thôi. Chứ thực sự thì nó chỉ am hiểu sông nước một xíu, biết bơi biết lặn thôi ha. Đúng rồi, mà sao mà không biết sao nha, mà thằng này mà coi như nó lại cứ canh cái giờ mà coi như Út ra đây nằm này, ra đây ngồi này, là coi như nó xuất hiện. Đúng rồi, cái này không phải một lần đâu, mà cái này chắc bị lâm rồi đấy nè, chứ là coi như thằng này lâm rồi nè. Hỏi thử Út xem là nó đã lâm lần nào chưa. Bây giờ chị ấy đang hoang mang quá, bây giờ mình hỏi vấn đề lụm hay chưa thì nó cũng dễ bị chửi quá. Thôi mình cứ em nghĩ là mình lặng im xíu đi. Lặng im xíu. Bây giờ mình tóm tên này trước, đem lên với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc trước đi. Rồi, coi như cứ thống nhất là như vậy đi. Rồi cái chuyện mà lụm hay chưa bắt được thằng này, cái là coi như tự nó khai ra là lụm bao nhiêu lần. Đúng rồi, chạy đâu. Giờ Út ngồi đây nha Út. Rồi tụi em sẽ là truy bắt cái tên biến thái ở dưới mặt sông nước này, để là đưa lên cơ quan chức năng giải quyết sự việc. Cho một người ngồi đây với Út canh chịu không có là ở đây em canh cho để Nam đi, không có là coi như nhìn thấy hoảng loạn quá. Đúng rồi, cài cúc áo lại, em cài cúc áo cho cài, nó cài lại, cài lại chị ơi. Ok, vậy anh em đi cài lại nha, không để cúc áo vậy lạnh đó chị. Cài rồi, bây giờ là anh em sẽ đi tìm cái thằng biến thái này. Nước đang lên, nước lên rất là mạnh, dòng chảy rất là chiết. Từ ngày hôm qua mưa lớn. Đúng rồi. Cái dòng nước nó chảy rất là mạnh luôn. Quanh cái khu vực này á, chỉ có những cái lụm cây, bụi cây là có thể ẩn náu được thôi. Bây giờ á, mình phải cố gắng quan sát thật kỹ coi nó ở đâu. Hay là mình kêu gọi nó lên đầu hàng đi, sẽ nhận được sự khoan hồng của mấy anh em YouTube của mình. Khéo á, là coi như nó chỉ có bơi xuôi dòng thôi, chứ nó không bao giờ bơi được ngược dòng. Đúng rồi. Nó sẽ nên là dưới. Anh em mình á, là mình phải vòng xuống phía dưới, vì nước chảy xiết á, là nó không bao giờ lội ngược dòng được. Hiện tại bây giờ thì em thấy nước nó đang chảy xuôi xuống nè. Kìa Đó. Bây giờ mày lên đi, mày lên sẽ nhận được sự khoan hồng của bốn anh em YouTube. Kìa. Đó. Sao cái lùm kìa? Chạy hàm đi. Thăm ngàn. Mày chạy đi, chạy đi đâu? Bây giờ anh em còn yêu nghiệt này. Lên đây. Lên đi không? Có lên hay không? Có lên được không? Lên không để coi như bọn bay tôi xuống à. Mà bọn ba tôi, nó lăn rồi. Nó lăn xuống nó rồi. Không, nó không chạy đâu. Đó, lên. Nó mất cái ống thở rồi, Bây giờ lên đi anh em, tôi sẽ tha cho. Sẽ nhận được sự khoan hồng. Leo lên đây. Leo lên con yêu nghiệt này. Nhanh. Leo lên đây, lẹ lên. Nó tha tên. Tha hả? Tha cho chú mày hả? Lên đây. Lên đây, con yêu nghiệt này. Đứng lên đây. Em lên xa tên nữa. Ngồi xuống. Dạ. Tóm gọn tên yêu hồ sành ngay chỗ này. Bây giờ sao? Phải đưa nó ra ngay lập tức.
phải đưa ngay lập tức đi Văn Phước Pháp Lực. Giờ á, mình phải giữ nguyên hiện trường để ra kêu dân phòng. Mấy anh ơi, tha tìm mấy anh ơi. Nghe chưa? Mấy anh tha tìm. Bây giờ anh Trung tạm giữ đây. Anh Trung bắt nó lại anh Trung. Để nó không chạy. Trưởng nhóm, anh trưởng nhóm. Mấy anh tha tìm. Rồi, dây đâu, dây đâu, dây đâu, dây đâu. Đưa nó ra dân phòng hay là... Đưa ra dân phòng. Hay là coi như ấy. Em thấy vậy là đủ em tha tìm em đi. Không tha được. Không, mày mày lụm người ta mà kêu tha hả? Mày lụm bao nhiêu lần rồi? Hả? Dạ mới lần này em ơi. Mới lần đầu hả? Sao bả la 4 5 lần rồi? Mới lần đầu á hả? Có thiệt không vậy? Dạ. Hả? Mới lần đầu em ơi. Mới ngày hôm qua tao cũng thấy thằng giống như mày. Bữa nay mày lại nói mà mới lần đầu. Em mới lần đầu em ơi, tha cho em ơi. Đi không thể nào tin được. Áp giải, áp giải nó đi. Áp giải đi. Em tới mình đây nè. Đi giúp ơi. Giờ đưa nó lên công an. Đi đi đi. Mọi người tha cho nó đi. Sao tha? Sao lại tha nó được? Không tha được, không tha được. Đi 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 đi. Đi đi đưa nó đi. Giờ là phải ra ngoài dân phòng á. Không có gì nữa, đi. Mấy em tha cho nó đi. Sao lại tha? Sao lại tha cho nó? Không có tha được. Không thể tha được chứ. Không sao đâu mà. Sao? Nó lúc mình mà lại bảo là không sao. Chạy đi từ từ nói chuyện. Khoan đã. Trong câu chuyện này thế nào cũng có quẩn khúc gì đây. Từ từ nói. Không được. Sao lại từ từ được? Thì mấy anh em mình giải quyết trước đi rồi. Thôi anh em cứ thấy sao? Không được. Nếu mà chị Út đã nói như vậy rồi thì mình ngồi xuống đây. Mình ngồi xuống mình nói chuyện như thế nào? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Ngồi xuống. Cái con yêu nghiệt này. Anh Trung giữ nó lại nó chạy. Giữ nó lại trời, anh Trung nhớm đi. Chị ngồi đây đó. Chị ngồi đây coi. Chị ngồi đây đó. Là xin tha như thế nào? Chị xin tha như thế nào? Chị ngồi xuống. Chị ngồi xuống. Giờ em nói rõ cái lý do mà vì sao mà coi như em lại xin tha cho thằng chị ngồi xuống nè. Euro xanh này, ngồi xuống. Chị ngồi xuống. Em ngồi xuống đi, em ngồi xuống. Tự nhiên em đâu có bị gì đâu, tự nhiên ngồi. Thì em cứ ngồi xuống đi, em cứ ngồi xuống. Thôi nhưng mà anh thả nó ra đi. Được rồi. Không được. Đưa nó đi nữa, nhưng mà chị phải ngồi xuống, chị nói rõ như thế nào. Được rồi, giờ anh thả nó rồi. Giờ rồi cái lý do sao mà coi như nó lên nó lấm em mà bắt được nó mà. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị. Là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức, gai gáy, xương khớp. Đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặc trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thả nó ra là cái lý do gì thì em cũng phải nói rõ cái nguyên nhân. Thì em thấy không có gì hết nên thả nó đi. Sao lại không có gì hết? Giờ nó bò lên nó lụm bình là coi như bọn anh đã bắt được, lần này là lần thứ hai nó lụm rồi. Em phải nói rõ cái lý do tại sao mà coi như bọn anh bắt được nó, đưa nó ra chỗ chốt trên phòng mà em lại coi như cầu xin van cho nó là sao? Em phải nói cho coi như cái lý do chứng đáng. Đúng rồi, phải nói rõ ràng ra. Nó lụm chị mấy lần rồi? Chị không nhớ đâu. Nhưng mà có lụm chị rồi mà sao? Tại sao kêu xin tha cho nó là sao? Thì thôi tha cho nó đi. Giờ nó lụm mấy lần mà cũng không nhớ. Giờ mà bảo cái nhìn nó lụm mấy lần mà cũng không nhớ. Thì tại vì em không nhớ chính xác thôi, 4-5 lần gì đó. Là coi như đúng thằng này đúng không? Một mình thằng này lụm đúng không? Rồi có nguyên nhân rồi. Có nguyên nhân tại sao mà coi như ra đây thường xuyên ra cái bờ sông này rồi. Nếu mà đã đầy đủ nguyên nhân chứng cứ như vậy đó thì phải đưa nó lên cơ quan chức năng để là giải quyết. Chứ không có thể để cho nó nhưng vậy được. Nhưng mà ở đây á là không biết là coi như thằng này nó kiểu là tự lụm hay là coi như hai người là coi như đồng ý lụm nhau nè. Thôi tụi anh tha nó đi, đừng có đưa nó lên công an. Bây giờ ý chị Út là không muốn đưa nó lên công an đúng không? Đúng. Nếu mà đưa nó lên công an là nó phải đi tù 7-8 năm. Bây giờ chị muốn tha cho nó đúng không? Bây giờ tha nó bỏ chạy rồi sao? Đừng có run, nghe chưa? Bây giờ tha nó bỏ chạy rồi sao? Nó không có chạy đâu. À,
nó không sao chị biết hả? Là nó không chạy hả chị Út? Chị mấy bữa chị nó hôn cập cập rồi nè, quen với nó mà. À bây giờ lòi ra là chị quen với cái tên biến thái này đúng không? Đúng không? Quen lâu chưa? Cũng cả tuần rồi. À vậy là cả tuần tuần nay là gì, là chị giấu tụi em hả? À, là một tuần nay á, là coi như cả trách là cứ mò ra khu vực này. Đúng rồi, 3 ngày anh em không bận công việc, không đi cùng với Út. À là coi như ngày hôm qua là mới đi cùng, thì ngày hôm qua là coi như nghe bà con cô bác nói là coi như thấy đi lạng vạng khu này. Đúng rồi, khi mà đi ra ngoài đây á là coi như thấy coi như đang coi như ý ai ý á. Đúng rồi, là bắt đầu nó làm mấy bụm bắt xuống sông. À đó, rồi bữa nay nữa. Vậy tính ra là anh em mình đang cản trở cái việc hai người, hai người này tới với nhau. À cái này là không phải là coi như nó kiểu là ấy, mà kiểu là hai người này là kiểu có cái gì đó rồi nè. Đúng không chị Út? Đang hú hí với nhau nè. Đúng không chị Út? Hai, chị với anh này đang có cái gì đó hay sao ạ? Giờ em nói rõ ra em với nó có tình cảm gì không? Em với nó có quen biết đó. Quen lâu chưa? Mới cái tuần à. Một tuần. Một tuần nay thôi, lụm mấy lần rồi? Bảo là 4-5 lần rồi. Chết rồi. Chết rồi. Xong rồi. Kiểu này xong rồi Út ơi. Thiếu nữ rồi. Em còn tỉnh táo không? Mà em giờ đang tỉnh táo đúng không? Mà chị có thật tỉnh táo không? Mà chị biết nhà cửa này kia kia nọ của anh này hay không? Không biết gì hết. Có biết đâu. Không biết gì hết mà dám chào thân cho người ta 4-5 lần rồi. Không, đợi bữa đầu tự đây. Trời, chị khóc luôn rồi. Sao chị khóc? Sao mà chị khóc đây được? Sao mà chị khóc? Hả chị Út? Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh lại, đừng có khóc. Hôm nay là có anh em tụi em ở đây nè, bắt tận tay nó rồi. Chị không có gì phải khóc hết trơn chứ bà. Mày đừng có run. Nghe chưa? Trước sau gì á là coi như cũng đưa mày ra ngoài chỗ dân phòng gần nhất thôi. Bây giờ chị Út chỉ cần lên tiếng một cái là xử đẹp mày luôn. Nghe chưa? Mày đừng có nghĩ á, nghe chưa? Là người ta cho mày coi như lụm á là mày thoát tội, nghe chưa mày? Nghe chưa? Nói liền, nói chuyện lớn lên. Cái này á là mày lắm người là coi như cái lúc mà lý trí không minh mẫn, mày biết không? Mày biết là coi như cô Út đây á là coi như lúc tỉnh lúc mê không? Biết không? Mà mày lụm như vậy là mày hời quá rồi. Mày hời quá rồi chưa? Biết chưa? Hả? Không biết hả? Nói chuyện lớn lên coi nè. Bây giờ chốt lại nhà như thế này. Giờ Út sao? Thôi tụi anh thay cho nó đi. Nó có hứa hẹn gì với chị chưa? Hứa hẹn cái gì? Mày hứa hẹn cái gì? Hả? Mày hứa hẹn cái gì với cô? Nói! Thôi anh đừng la, nó cởi đi anh. Anh thả nó. Nó hứa với chị như thế nào? Nó hứa với chị. Nó hứa sao? Nó hứa với chị là nó lo cho chị thôi. Nó lo cho chị đúng không? Nó thương thiệt. Đúng vậy không? Nó hứa với chị như vậy đúng không? Nó thương thiệt mà tại sao mà coi như thấy người thấy đồ là coi như nó lao xuống sông vậy? Tại nó sợ đó. Nó sợ cái gì? Nó thương chị thiệt thì nó sợ cái gì? Sao mà coi như không coi như đường chính chính mà coi như mình ra mặt để mà thương. Bây giờ vậy, nếu mà chị Út nói vậy rồi á thì á thay mình tạm thời mình không đưa nó lên cơ quan chức năng, không đưa nó lên để là phường. Ừ. Nhưng mà để mình hỏi nó một vấn đề như thế này. Ừ. Giờ chị Út nói gì? Anh đó, anh tên gì? Anh nói em nghe thử coi anh gì? Anh tên gì? Nói tao đừng nói anh. Thôi kệ đi anh. Tên gì? Từ nói đi. Lưu Manh á. Nó là không nói tên được. Nó không anh? À. À, không nói tên có nghĩa là sợ người ta biết tên đúng không? Bây giờ ở nhà anh thứ mấy? Thứ hai. Vậy kêu anh Hai đi. Anh Hai có biết là bây giờ anh Hai hứa với chị Út là anh Hai lo cho chị Út phần đời còn lại đúng không? Ừ. Anh Hai có biết là chị Út có bầu 5 tháng chưa? Dạ. Chưa biết hả? Dạ. Chưa biết luôn. Thôi anh Trung, anh thả nó ra anh Trung. Lại rồi. Anh Hai ra anh Trung. Giờ anh nói cho em biết, Út đang có bầu 5 tháng. Giờ em có lo được cả mẹ cả con không? Anh suy nghĩ cái gì? Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn thôi, một lên phường hay là lo cả mẹ cả con.
Anh lo đúng không? Chị Út đồng ý đúng không? Được rồi, nếu mà vậy thì thôi mình cũng không có... Để cho hai người giải quyết. Đúng rồi, mình chỉ có thể là... Nhưng mà vẫn theo cái sự giám sát của anh em mình. Đúng rồi. Bây giờ á vậy thôi anh Trung ơi, để cho hai người họ ấy đi. Rồi. Thả anh ấy ra đi. Nếu mà anh ấy nói, anh ấy lo, chị Út cũng đồng ý rồi. Nhớ nha mày. Bây giờ anh hai đứng lên đi nè. Út có bầu thiệt không Út? Sao Út không nói cho hai biết Út? Có thiệt không? Trời ơi trời. Trời Út ơi, Út có bầu thiệt không Út? Sao Út không nói cho hai biết? Có bầu thiệt hả? Trời ơi trời. Ôi sao giờ bị gì vậy? Chạy đi. Rồi. Chạy đi về. Lại một nạn nhân nữa. Chạy đi. Chạy, chạy đi về nè. Vậy không lẽ trong câu chuyện này vậy ai là người bị hại gì anh Trung hả? Giờ cũng không biết được. Thôi giờ mình tạm ngừng cái clip này ở đây đi. Mình rồi để mình điều tra xem. Rồi có cái kết quả thì mình lại bắt đầu thông báo cho bà con cô bác. Cô chú anh chị biết ha. Ừ. Chứ giờ là coi như thằng này chắc là coi như bị lừa rồi. Nhưng mà em cũng chưa biết là ai là nạn nhân trong câu chuyện này nữa. Thì đó. Giờ rối rồi, rối tinh. Rối như tơ hồng luôn rồi. Thôi ha. Tôi cũng hẹn tất cả quý bà con cô bác vào cái đoạn clip sau. Một lần nữa cho phép nhóm anh em tụi em gửi lời chào trân trọng và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả. Và quý vị khán giả nghĩ ai sẽ là nạn nhân trong câu chuyện này? Một lần nữa, quý vị hãy để lại những cái bình luận phía dưới để anh em tụi em biết như thế nào. Nha thưa cả nhà. Chào và hẹn gặp lại đại gia đình. Trên tay của Hải đang cầm là hai loại rất là tốt về cho thiên nhiên. Bên tay trái của em Hải đó là mật ong rừng từ Sơn La, nguyên chất 100% luôn của chú anh chị à. Còn bên tay bên phải của Hải là đang cầm là nước cốt nhào. Nước cốt nhào được ủ 6 tháng mới ra được cái chai thành phẩm nước cốt nhào như hình của chú anh chị, là đặc trị những cái căn bệnh như viêm khớp, đau lưng, nhức mỏi, rồi thiếu ngủ, đau thần kinh tọa, đau nhức gai gáy, xương khớp, đặc trị rất là tốt luôn. Ông bà của chú mình yêu quý mến những cái sản phẩm đang cần mật ong hoặc là nước cốt nhào thì có thể gọi về số điện thoại của em Hải trên màn hình để có thể chốt đơn, để có thể đặt trị và trị bệnh cho mình, và cũng như là làm cái phần quà để biếu tặng cho người thân, cũng như là đem những cái món quà mật ong cũng như nước cốt nhào để đem đi gửi qua nước ngoài vẫn được nha cô chú anh chị. Rồi em Hải xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều.